VT News, kênh YouTube tin tức dành cho người Việt. Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin Ân đại vệ nợ tiền tỷ, bán bún riêu và gạch trống nuôi con. Từng là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám GMC và được khán giả thế hệ 8X yêu mến qua nhiều bài hit, ít ai biết rằng Ân đại vệ đã trải qua những ngày u ám nhất trong suốt thời gian mất tích khỏi showbiz. Với những người yêu nhạc thuộc thế hệ 8X hay 9X đời đầu, cái tên Ân đại vệ đã rất đổi quen thuộc bởi giọng hát của anh gắn liền với nhiều ca khúc làm mưa làm gió những năm 2000 như Yêu một người phải chăng lầm lỗi vì một người, hay những ca khúc thời còn trong nhóm GMC đình đám như Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng. Bạn đi một thời gian ít xuất hiện trước công chúng, Ân đại vệ khiến nhiều người nghĩ rằng anh cũng nối gót các mảnh ghép còn lại của GMC như Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Anh Kiệt, chọn một hướng rẽ khác, không phải âm nhạc. Thế nhưng, những sóng gió đến với chàng trai gốc Hoa này không chỉ dừng lại ở việc phải treo micro và rời xa sân khấu trong nhiều năm. Thời đỉnh cao, các sơ GMC lên đến 15 triệu đồng. Hẹn gặp Ân đại vệ một ngày sau khi sự trở lại của anh trong chương trình Sing My Song gây chú ý đặc biệt trong khán giả. Một ngày đủ để anh lấy lại bình tĩnh sau khi làm dậy sóng người yêu nhạc vì sự trở lại của mình. Và có khi bản thân anh cũng cần hít một hơi thật sâu để đối mặt với dư luận sau khi chính thức công bố chuyện từng phá sản và bí mật kết hôn, có con trên sóng truyền hình. Ân đại vệ đến trễ vì taxi đi nhầm địa chỉ. Anh nói tiếng Việt không thật giỏi. Có khi ý tứ hơi lộn xộn nhưng sự chân thành từ gương mặt và cách nói chuyện của anh khiến người đối diện có thể dễ dàng bỏ qua tất cả. Phóng viên của báo Thanh Niên không bắt đầu bằng câu chuyện phá sản hay có con đang rần rần trên mạng mà quay về gặp chàng trai Ân đại vệ của nhiều năm về trước. Ân đại vệ đam mê ca hát từ nhỏ. Thời đi học, anh đã hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và địa phương. Thế nhưng, gia đình anh lại không ủng hộ con trai theo nghiệp sướng ca vô lời. Nhiều lần, anh chàng không giấu được sự tủi thân khi đứng trên nhiều sân khấu lớn mà không có người nhà đi xem. Sự mâu thuẫn này kéo dài trong nhiều năm, đỉnh điểm là khi Ân đại vệ quyết định dọn ra ở riêng để có thể tự do theo đuổi đam mê của mình sau khi gia đình đưa ra yêu cầu hoặc là ở nhà và chọn một công việc ổn định hoặc là cuốn gói ra đi. Một mình bươn chải, Ân đại vệ đi hát ở các quán bar, nhà hàng, mỗi lần được 20.000 đồng. Một đêm anh hát 10 tụ điểm cũng đủ để trang trải cuộc sống lúc bấy giờ. Tình cờ, Ân đại vệ gặp và được ca sĩ Nguyên Vũ giới thiệu vào nhóm GMC thành lập năm 2003. Vậy là cùng với các thành viên Ân đại vệ, Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Anh Kiệt, GMC đã có hàng loạt các ca khúc hit để đời như Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng. Ân đại vệ tiết lộ, thời điểm năm 2005, GMC biểu diễn các sơ vào khoảng 15 triệu đồng. 10 năm trước giá này là rất cao. Sau khi chia lợi nhuận cho công ty với tỷ lệ 50-50 thì các sơ còn lại chia đều cho 5 thành viên. Tuy nhiên, đến năm 2005, Ân đại vệ quyết định tách nhóm. Từng có thông tin cho rằng nam ca sĩ ra đi là do mâu thuẫn nội bộ thì nay anh khẳng định rằng do đã nói với nhóm từ trước là nếu một người trong nhóm nghỉ thì tôi sẽ ra đi, mà lúc đó anh Kiệt nghỉ trước. Cũng vừa lúc hết hạn hợp đồng nên tôi quyết định tách ra. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau và hiện tại hình như chỉ còn mỗi tôi là hoạt động nghệ thuật. Trắng tay sau một đêm. Sau khi tách nhóm, Ân đại vệ thành lập công ty CN Entertainment và bắt đầu con đường hoạt động solo. Khi còn ở nhóm GMC, khán giả chưa biết đến tôi nhiều, thì sau đó tôi tách ra solo và ra mắt album đầu tay sau 2 năm với những sáng tác của mình, lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Với thời điểm đó, tôi được xem là người tạo ra luồng gió mới cho nhạc Việt với thể loại R&B, pop kết hợp với rap, Ân đại vệ chia sẻ. Không chỉ đi hát, thời gian sau này, cựu thành viên GMC còn đứng đằng sau tham gia vào công tác sản xuất cho sản phẩm âm nhạc của một số ca sĩ khác. Tuy nhiên, thời điểm năm 2010 và 2011, gia đình nam ca sĩ bất ngờ gặp biến cố lớn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Chỉ trong một đêm, anh mất hết mọi thứ, lại còn phải gánh trên vai số nợ hơn 1 tỷ đồng và đành phải bán nhà, bán công ty để trả nợ. Thời gian đó rất khó khăn nhưng tôi không thể chia sẻ được với ai. Biết nói sao đây, thứ nhất là vì sợ mất mặt,
Thứ hai là vì nói ra cũng chẳng ai tin, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Một số người biết hoàn cảnh của tôi thì tránh né, không muốn dây vào. Có lúc tôi đã rất suy sụp nhưng nghĩ lại, cũng may là mọi việc diễn ra sớm, chứ nếu khoảng 40 đến 50 tuổi mà gặp cảnh này chắc tôi rất khó vực dậy. Tôi cũng mất cả năm trời để cân bằng tâm lý, xong rồi mới bắt đầu làm lại từ đầu. Ân đại vệ tâm sự. Để vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc ấy, Ân đại vệ buộc phải bán hết những thứ mình có để trả nợ và trang trải cuộc sống. Anh dọn ra ở nhà thuê và thử sức với nhiều nghề, kể cả việc bán bún riêu. Tuy nhiên, do không có duyên với kinh doanh nên sau đó, nam ca sĩ quyết định trở lại với âm nhạc bằng việc sáng tác, dạy nhạc và tham gia sản xuất sản phẩm cho một số ca sĩ. Thu nhập từ công việc này phần nào giúp anh duy trì được cuộc sống hiện tại ở với căn nhà thuê ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị mua nhà riêng. Trong lần trở lại này, điều khiến nhiều fan lấy làm ngạc nhiên là việc Ân đại vệ dắt theo cô con gái kháu khỉnh. Nam ca sĩ thừa nhận anh đã lấy vợ vào khoảng năm 2010, nhưng lúc bấy giờ chưa sẵn sàng công bố. Không lâu sau, cả hai chia tay khi con gái còn rất nhỏ. Ân đại vệ cũng tránh nhắc về vợ cũ của mình, anh chỉ nói rằng đó là một người bạn. Cả hai quen biết nhau nhiều năm rồi mới tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cô con gái đầu lòng biệt danh là Muối chào đời vào năm 2013 là kết quả của mối tình này. Hiện tại, dù không còn chung sống nhưng cả hai vẫn xem nhau như bạn bè và nam ca sĩ không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vợ cũ. Gà trống nuôi con, Ân đại vệ gặp khá nhiều khó khăn. Ban đầu, mọi thứ vô cùng mới mẻ với tôi, từ chuyện tắm rửa đến thay tã, khói sữa. Cái gì không biết thì lên Google tìm kiếm. Một mình nuôi con nên tôi vừa phải đóng vai hiền mà vừa phải đóng vai ác. Bé cũng quấn tôi lắm. Năm nay 3 tuổi rồi và đi học nhà trẻ từ lúc 18 tháng. Ngừng hẳn việc ca hát từ năm 2011. Mới đây, việc Ân đại vệ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Xin Mai Son với vai trò thí sinh đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt những người từng yêu mến anh, vô cùng ngạc nhiên nhất. Ca khúc Lời Tự Sự của anh cũng nhanh chóng gây sốt sau tập phát sóng tối 27 tháng 11. Ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh, Ân đại vệ không giấu được niềm hạnh phúc trước sự đón nhận của khán giả những ngày qua. Trước đó, tôi vẫn đặt dấu chấm hỏi, không biết mọi người có còn nhớ mình không, có còn quan tâm mình không. Thú thật, lúc đứng trên sân khấu, huyết áp của tôi có tăng chút xíu. Sau đó thì cảm giác phấn khích khi được trở lại sân khấu khiến tôi quên bén đi. Khi được hỏi điều gì khiến anh quyết định trở lại với âm nhạc, nam ca sĩ tâm sự, con gái chính là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua nhiều thứ. Lúc khó khăn, chỉ cần nhìn thấy con cười là tôi có thêm động lực để làm mọi việc. Ở nhà, mỗi khi tôi đàn là bé lại ê a hát giúp tôi khơi dậy nhiều thứ, nhớ và quay trở lại với âm nhạc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.